Cơ sở Dục Kiển Sóc Trăng chào bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2020 thì chung muốn giới thiệu tới các bạn cái chậu lục giác 1m. Thì cái mẫu chậu này là cái mẫu chậu làm từ khuôn composite, khuôn đổ. Thì chung giới thiệu nó gồm hai màu, một cái sơn màu đồng đỏ và một cái sơn màu đồng vàng. Thì cái chậu lục giác này nó có cái chiều cao là 94 và lọt lòng là 1m nha bạn. Thì các bạn thấy đây là cái đường nét hoa văn bên ngoài của cái chậu lục giác. Thì nó có 6 cái mặt giác, 6 mỗi cái mặt giác là nó có những cái hoa văn khác nhau. Thì cái chiều cao tính từ dưới cái mí chân lên tới cái mí miệng là 94 nha các bạn. Thì đây là một trong những cái mặt hoa văn. Thì các bạn thấy ở phía trên là có cái hoa văn chữ T, chữ T nó chạy giáp hình giáp của cái chậu. Và ở hai bên cái mí ô vuông là có cái hoa văn chữ thập. Thì ở chính giữa là có một cái cây, thì cái cây nó có được hai cái bông rất là đẹp các bạn. Đó, hai cái bông rất là đẹp. Và ở đây là một con bướm đang bay đậu ở dưới ở cái bông. Thì xung quanh thì cái cây thì có những cái núi, ở đây là những cái hình núi. Và ở đây là có một cái ngôi nhà. Thì những cái hoa văn như thế là nó tượng trưng và nó tạo lên cái vẻ đẹp của cái chậu lục giác 1m này. Thì chúng sẽ qua một cái mặt hoa văn thứ hai. Thì đây là cái mặt hoa văn thứ hai, thì nó nhìn khác cái mặt hoa văn bên kia là cái cây, còn qua đây là các bạn thấy là một cái hồ sen, một cái hồ sen có những cái bông sen và cái lá sen. Thì phía dưới những cái dạng sóng như thế này là nước bạn, tượng trưng cho nước. Thì phía trên là có một cái ngôi chùa một cột, thì tượng trưng cho một ngôi chùa một cột rất là đẹp. Và ngôi chùa thì nó sẽ có một cái cầu thang nó đi lên như thế này, một cầu thang các bạn thấy là nó từng bậc cái tam cấp các bạn, nó rất là rõ ràng. Tuy là cái hoa văn nó lạng thôi nhưng các bạn đã nhìn thấy cái hình thù nó rất là rõ ràng, rất là đẹp. Thì phía trên thì hoa văn chữ T, và xung quanh thì cái ô vuông thì cái hoa văn chữ thập nó cũng không có gì khác biệt là những cái học ô vuông nó sẽ có cái hoa văn khác nhau. Chúng sẽ qua một mặt hoa văn nữa. Còn đây là một cái mặt hoa văn bụi tre, thì các bạn thấy là hai cái nhành tre đưa lên, những cái rễ tre nó rất là già nua, những cái rễ nó rất là đẹp. Đây là cái thân tre và những cái lá tre nha bạn. Thì phía dưới là có những cái búp măng tre nó đang nhô lên, bạn thấy là từng nét rất là rõ ràng. Xa xa là có cái ngọn núi và đây là một cái con chim đang bay. Thì phía dưới cái chân thì cái hoa văn là nó cũng đơn giản thôi. Ở trong cái ô này là có một con dơi đang ngậm một cái chữ thọ bay đi nha bạn. Còn ở dưới chân này có những cái hoa văn ẹo ọ của những cái chiếc lá tượng trưng lên, thì nó cũng tăng thêm cái vẻ đẹp của cái chậu. Kết hợp chân và chậu thì những cái chậu nó sẽ hoàn thiện hơn. Thì cái màu sơn đồng đỏ này hiện tại thì bên cơ sở Dục Kiển Sóc Trăng có cung cấp. Thì các bạn thấy là cái hộp nước sơn thì chúng đã để lên cái chậu, là cái hộp nước sơn để sơn cái màu đồng đỏ như thế. Thì cái hộp này nó gồm 1 ký nha bạn. Hộp này là sơn rất là tốt, sơn cái chậu lên các bạn thấy là cái màu sơn nó rất là đẹp. Thì cái độ bám dính rất là cao, thì nước sơn thì chúng đã sử dụng
trong thời gian qua thì xài rất là ổn. Thì các bạn nào có nhu cầu mua nước sơn như thế thì các bạn cứ liên hệ với Trung. Còn bên đây là cái mẫu chậu sơn cái màu đồng vàng. Thì hai cái mẫu này là hai mẫu giống nhau, chỉ sơn khác màu. Thì cái hộp nhũ vàng này bên ảnh này màu vàng là Trung cũng đã cung cấp luôn. Thì các bạn nào có nhu cầu mua cái nước sơn nhũ vàng giả đồng, đồng vàng, đồng đỏ thì các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0355 129 159. Hoặc là các bạn có nhu cầu mua khuôn, mua cái mẫu khuôn chậu lục giác này, khuôn đổ thì các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai cái số điện thoại trên thì Trung sẽ tư hỗ trợ và tư vấn cũng như phần kỹ thuật và báo giá về cái khuôn chậu lục giác 1 mét này. Thấy ông dưới tay đi luôn rồi. Thì cái video giới thiệu cái mẫu chậu lục giác 1 mét của Trung tới đây là kết thúc. Thì Trung chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.